Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục ra đường phố và mình sẽ đi chơi vòng vòng quanh những cái ngôi nhà. Tòa nhà cao tầng này nha các bạn nha. Đấy, mình có cái gì vui thì mình đi chơi cái đó. Bây giờ công an, cảnh sát đã phát hiện mình rồi. Đằng kia có một chiếc xe bán tải rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ lái chiếc xe này thôi các bạn ạ. Đấy, mình sẽ chạy khỏi cảnh sát nha các bạn nha. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ đi qua cái đường này. Đấy, mình sẽ chạy qua cái đường đất này nha các bạn nha, đường cát chứ. Đấy, chiếc xe của mình phải nói rất là mạnh nha các bạn nha. Đấy, bây giờ mình sẽ đi qua con đường này. Tại cái ngã ba này mình không biết là dừng chân ở chỗ nào nữa các bạn ạ. Chiếc xe của mình bây giờ hiện đang bốc khói rồi nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ dừng lại tại cầu vượt này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xuống xe. Đấy, mình xuống xe xem có cái gì sẽ ra ở đây nha mọi người. Chắc chắn là đội cảnh sát sẽ đến bắt mình các bạn ạ. Đấy, hiện tại thì có robot người máy đang bay lượn tấn công mình nha. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy khẩu súng của mình ra. Đấy, mình sẽ tấn công cái robot này nha các bạn nha. Đấy, robot cứ bay qua bay lại đấy trên đầu mình nha. Bây giờ mình sẽ bắn chiếc robot này các bạn nha. Ok, anh ta đã bị rớt xuống rồi. Bây giờ có trực thăng lại đến bao vây mình luôn các bạn ạ. Đấy, mình sử dụng khẩu súng nhỏ xíu mà
bên kia bên cảnh sát họ sử dụng cái máy bay súng trực thăng luôn các bạn ạ. Đấy, see your hand. Mình sẽ cố gắng bắn trực thăng này nổ tung luôn nha các bạn nha. Ok, có robot người máy nữa các bạn ạ. Đây, robot này bự hơn nữa. Mình đã hạ xuống rồi các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục hồi sinh. Bây giờ mình sẽ chạy chiếc xe này xem có cái gì vui nữa nha các bạn nha. Mình sẽ đi dạo đường phố xem có chuyện gì xảy ra nữa nha các bạn nha. Mới ra đường gặp ngay chiếc xe cảnh sát này, mình đã tông phải rồi. Bây giờ mình sẽ lấy khẩu súng của mình ra bắn chiếc xe cảnh sát luôn. Đấy, mình bực quá mọi người ạ. Đấy,
Let me see your hands.